theo đây là một chiếc Land Rover nha. Wow, một cái lốp xe cua này các bạn. Phía sau cũng là cái lốp xe cua này các bạn. Here we go. Wow, rất là dễ dàng nha. Đây là một chiếc xe tự đổi nha các bạn, xe bánh nha, đấy, xe khổng lồ luôn. Đây cũng một bánh rất là to nha, bạn nhìn đi luôn. Xe nó chở ở trong một đại nha, đây. Này có thể nâng lên ha, xong được tự đổ đất đá xuống nha. Yeah. Ok, let's go. Oh no. Wow, đây là mạnh luôn nha các bạn. Theo đây là một chiếc Ford Ranger 18 cùng một cái lốp xe cua các bạn ơi. Lốp xe cua này mạnh nữa nha. Okay.